Chưa, em một quên mất quay rồi. Dạ. Quay kia. Đẹp thế nhỉ? Mày chú chú mày quay kia chú. Thật là rất đẹp. Rất là võ công. Ôi. Chẳng thấy gì cả. Vâng. Sáng quá. Phải tăng khẩu lên. Ôi, sáng kìa, trời nắng kìa. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Rất là đẹp. Có sửa ai tiến lên đây chụp ảnh. Mình phải tăng khẩu lên mới có thể nhìn thấy được. Đây là một trong những địa điểm đẹp của Mường Trải. Chúng ta đang đứng trên biển mây. Các bạn đã thấy ở giữa những ngôi nhà của những người đồng bào dân tộc Mông. Chặng đường còn rất là dài. Chắc bên này chắc thuộc dân tộc Vinh ấy nhỉ. Rất là mệt rồi. Trên này ấm nhỉ chú nhỉ? Ấm ở dưới kia nhỉ? Trên này đang nắng. Quả thật là một khung cảnh tuyệt vời. Lạt dưới này chắc chết mất chú ạ. Chỗ này người ta lên nướng gà rất là nhiều đây. Con nào tuần sau dẫn bạn lên đây. Dẫn bạn lên đây chơi. Làm một cái đường lên trên kia nữa sao nhỉ? Chú ơi. Dạ. Làm một cái đường lên tiếp trên kia nữa sao? Dạ. Quay giờ. Chào mọi người nhá. Vâng, đây là địa điểm rất đẹp của Mường Trải. Chúng ta sắp tới đỉnh rồi. Hiện tại rơi xuống đây chắc gì vậy? Ở dưới rất là nguy hiểm luôn. Có khi rơi xuống dưới là không còn đường về nữa. Trên nóng hay anh Điền nhỉ? Trên này nóng nhỉ, trên này ấm hơn dưới kia. Đấy, cả mồ hôi. Trên này ấm hơn dưới kia không nhỉ? Đỉnh rồi. Đây là sống lưng khủng long đây. Chính cái địa điểm này. Có rất nhiều cô gái, bạn trẻ lên đây chơi. Tuyệt vời. Đừng gạo. Nhìn ra từ dạ, anh nhìn đến đây đẹp đấy nhỉ. Hơn cả Sapa rồi các bạn ạ. Khung cảnh này Sapa hiếm có thi có thể có được. Đây các cô gái Mông ở trên vùng này. Tuyệt vời. Mây rồi nhỉ? Nhìn cháu gì kìa. Nhìn cháu thấy gì bên kia nữa rồi. Mây bắt đầu lên. Bên này đã trắng xóa rồi. Chỉ có bên này thôi. Ở giữa hay. Giữa vách núi này nó chia cắt hai bên luôn, mà mây ở hai bên nó cũng khác nhau. Mây phía bên phải tay tôi đã bắt đầu lên rồi.
thì anh Việt vẫn đang rất là khỏe, sung sức. Ôi mày hết anh rồi. Mày chả che hết rồi. Quay làm gì? Thế sao chụp ảnh nữa? Bên đây đây à? Ừ. Chào hô à. Chắc chỉ đẹp trên này thôi quá, dưới chắc không đẹp quá. Bên này không đẹp rồi. Để có một móng đảo ra. Nắng lên rồi các bạn. Mà thấy phình hồ ra không ạ? Không, nó phình hồ à? Dãy núi bắc trên mây này. Đây, biển mây. Ủa, xuống xem à? Xếp ra lá, khoa là lá kít. Chúng ta thấy ra phí lịch. Phải nâu tí. Màn mây tan rồi. Các ngôi nhà lấy mình quay ở dưới nhiều mây bắt đầu đang lộ ra rồi. Đây một địa điểm rất đẹp của vùng trải. Các bạn có thể tới đây và du lịch. Trên này có rất nhiều các cô bạn gái trẻ đến đây chơi này. Quá đẹp. Đây. Đây là các thanh niên. Đây là nướng nướng thịt ở trên lưng đồi đây. Chỗ này mà nướng thịt thì quả là rất là tuyệt vời. Tầm chiều là thấy rồi chứ cô nhà. Bây giờ nhìn mây đẹp hơn nhỉ. Chiều nhìn bạn. Đến tầm chiều là ở dưới mây tan hết là bắt đầu lộ ra những vẻ đẹp thật sự. Cô resort ở ngay dưới này này. Ôi bé mỏi vì xe. Tuyệt vời. Chắc video mình có thể kết thúc đây thôi. Các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nhá. Anh đi chắc làm đường kia đâu, có đường lên đồi kia nhỉ. Các cô gái rất xa. Để mình quay một các cô gái hát thử một bài cho các bạn nghe nhá. Mày hôi rằng gạo ra cùng đằng dài. Hôi rằng gạo cú ô cho cú say. Mình không gạo. Trên còn cao nữa. Rồi anh Việt nhỉ? Trên này nhìn xuống nhìn nhà họ to nhỉ? Các cho em kiểu thôi mà. Chào tất cả các bạn nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta đấy ạ. Anh Giàng Công Chu. Tóc số.
toát mồ hôi rồi. Cho em cảnh bên này đẹp đẹp lên được. Sao tàu này mấy sao ấy đẹp không? Đẹp không? Anh sáng chiếu từ trên xuống có vẻ không đẹp mấy. Năm quay đúng không? Đây như các bạn đã thấy đây nhá, đây là mây nhá. Đấy, nắng lên đẹp rồi đấy. Chụp ảnh đi. Ok các bạn nhá, trời nắng lên rồi. Mình kết thúc video ở đây thôi. Bạn nhớ đến vùng trải nhá. Đến vùng trải mà không đến được địa điểm này là thật là rất là đáng tiếc luôn. Cả các bạn đã theo dõi đến giây phút này nhá. Thôi, hết.